tập trung vào ba cái thứ cành lá là em phải khó tính với nhân viên hay em đùa với nhân viên, hay em phải kỹ tính với nhân viên, hay em phải gần gũi nhân viên, hay là em phải mặt lạnh với nhân viên. Cái đó nó không giải quyết cái gì. Nó không giải quyết cái gì. Đừng mang ba cái kỹ năng lãnh đạo ra là mặt phải lạnh như tiền, hay là đùa với nó thì sợ nó nhờn, mà lạnh như tiền thì nó mới sợ. Không có. Cứ là người bình thường thôi, trung đạo, chân thành mà sống. Tính mình thế nào thì mình cứ thể hiện nguyên vậy thôi. Còn lại xây dựng cơ chế, tóm lại bây giờ có ba việc. Một là ra đề bài cho nó. Anh muốn chú làm cái này. Hai, nếu làm được cái này thì có bao nhiêu tiền và chỉ được làm cái đấy trong bao nhiêu thời gian. Và động viên nó bằng chính cái việc nó làm được đến đâu thì thu nhập nó tăng lên đến đó. Và không có cái động lực nào tốt hơn là chính nó tạo động lực cho nó. Cứ mỗi ngày nó làm tốt lên một tí thì lương nó lại cao. Cứ mỗi ngày nó tốt lên một tí thu nhập nó lại cao. Trời ơi, nó động lực lắm. Vậy thì đừng. À, em xin chào thầy và tất cả các anh chị trong buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. À, em xin tự giới thiệu một chút, em tên là Bùi Xuân Việt ạ. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Thái Nguyên. Thì em được xin giới thiệu qua về bản thân em một chút là em vừa mới ra trường. Và trong lúc còn đang đi học thì em cũng có mở một văn phòng nhỏ chứ cũng chưa thành một công ty ạ. Thì là bọn em đang làm về quảng cáo, marketing và xây dựng website cho một số công ty vừa và nhỏ cũng như một số nhà hàng. Thì cái trong cái này thì em thấy là trong vấn đề em đang gặp phải là em chưa làm chủ được cái nhân sự của mình, em chưa quản lý, em chưa quyết liệt trong cái mức mà trong cái lúc mà anh em đang làm việc cũng như là vui đùa quá sớm. Thì nhiều khi là lúc nghiêm túc thì không cần nghiêm túc mà lúc vui vẻ thì lại vui vẻ quá, hoặc lại giữ anh em nghiêm túc. Thì sau đấy thì em nhận ra cái vấn đề của bản thân mình thì em cũng có sửa đổi, em cũng lọc bớt nhân sự, em cũng sửa đổi bản thân mình, và dần dần thì nó lại gây ra rất nhiều cái khác nữa và em chưa sửa đổi được triệt để, cho nên là bây giờ nhiều khi em nói là các anh em bên dưới là không không nghe lời của em, đôi khi là có nghe lời nhưng chỉ ở mức là gọi là vâng vâng dạ dạ thôi chứ chưa triệt để. Thì thầy cho em hỏi là em cần thay đổi hay em cần làm gì để có thể là hướng cho anh em đi với tốt hơn, và cũng như là em có thể nói sống với anh em nhân viên. Để em cảm ơn thầy ạ. Ok, tôi hỏi ông thôi, chúng ta hỏi đáp thôi. Dạ vâng ạ. Theo ông là một ông sếp như thế nào thì nhân viên nó phục? Một ông sếp mà theo quan điểm của em thì là nói được, làm được và phải để cho anh em nể từ cách sống cũng như cách làm việc. Không, ông không thể nói bằng tính từ được, ông phải nói bằng hành động. Mà không thể nói bằng tính từ là một ông sếp để nó phục là phải tốt. Thế làm thế nào là tốt, tốt là để nó phục, làm nào để nó phục, phục là phải tốt. Mà kiểu đấy là chỉ có thường là các quan chức địa phương là hay nói cái giọng đấy thôi, chứ còn người kinh doanh mà nói giọng đấy là đi si ba cao ngay. Thực ra thì cái vấn đề này thì em cũng chưa chưa biết lắm ạ. Cho nên là hôm nay Thế em vậy cũng thì không tại muốn ông hỏi. chứ tại đây chứ chúng nó. Ông cứ Dạ loay vâng hoay, ạ. tôi nói ông nghe. Một là việc đầu tiên nó đến là ông phải chỉ ra cái vùng việc mà nó phải làm để nó chủ động. Tức là ông chỉ ra là mục tiêu mày đến đây là mày làm cái gì. Đúng không? Vâng ạ. Thứ hai, tức là ông ra đề bài đấy. Cái nhiệm vụ của thằng sếp này có mấy việc này. Một là ra đề bài, ra đề. Ra đề thì bao gồm là mục tiêu anh muốn mày đến đây là làm cái gì. Không nói được cái câu chuyện đấy là anh em nó đến nó chỉ để cho ông dùng để sai vặt thôi. Mà đời đi làm khốn nạn nhất là gặp phải thằng sếp nó không có kế hoạch. Mẹ cứ đùng cái nó bảo đi đón con cho anh, cứ đùng cái nó bảo mày vào làm cái này, đùng cái đang làm cái này nó bảo mày sang làm cái kia. Tức là cuối cùng mà xong cuối cùng không làm được cái gì trong một ngày thì nó cũng chửi cho là mày đến đây toàn chạy loanh quanh chả làm được cái đấy. Cho nên là Ủa chơi bố với cái thầy thằng ơi. sếp đấy này nhất cuộc đời. Vậy thì mục tiêu, ví dụ mình bảo rằng mày đến đây mày làm video, mày đến đây mày làm video một tuần, mày làm cho anh hai cái video quảng cáo, tức là phải làm rất rõ. Mày đến đây là mày viết bài truyền thông, một ngày mày viết cho anh hai bài truyền thông, còn viết về cái gì mày lập kế hoạch cho anh một tuần. Rồi đúng không? Ôi rồi. Còn viết về cái gì thì là mày lập kế hoạch một tuần có 10 bài, mỗi ngày 2 bài, thì mày viết cái gì trước khi mày viết mày trình bày cho anh, có cái form
Một là thông điệp là gì, hai là nội dung viết về cái gì, và thứ ba là đăng ở đâu, thứ tư cần bao nhiêu tiền quảng cáo cái bài đó. Ví dụ như thế, thì đấy là mục tiêu. Cái thứ hai là ông phải giao cho nó nguồn lực. Đấy, để mày làm được mục tiêu đó thì mày cần cái gì? Mày có cần đệ tử mày không? Mày có cần thêm quân không? Mày có cần mua một cái máy xịn không? Mày có cần bộ bàn ghế ngồi cho nó không đau lưng không? Mày gạch ra để anh hầu mày. Tức là nhiệm vụ của mình là mình hầu nó để nó đạt được mục tiêu cho mình. Vậy thì việc đầu tiên là mình phải giao cho nó mục tiêu. Thứ hai là mày cần gì anh hầu? Ông có Việt hình dung này không? Có, em có. Và việc thứ ba là nếu mày đạt được mục tiêu này với nguồn lực này trong thời gian bao lâu? Đấy là ra đề. Thì nếu mà đề bài của mày mà mày đạt thì nó ra được tỷ lệ đạt. Nếu mà đạt thì thu nhập của mày là bao nhiêu? Mà thu nhập này nó phải tăng theo cái mức độ đạt. Đấy. Ví dụ một ngày một tuần là mày phải làm được 10 video thì có nghĩa là một tháng mày làm được 4. Lương của mày là 20 triệu. Nhưng nếu một tháng mày chỉ làm được 20 video thì lương của mày là 10 triệu. Nhưng một tháng mày làm được 50 video thì lương của mày 25 triệu. Mẹ thì nó bỏ vợ đấy, nó đi làm video đêm mày chứ. Không quay cái chỗ đấy, nó chuyển sang quay video ấy chứ. Nói với ông được cái vấn đề mình phải xây dựng cái cơ chế đấy, gọi là cơ chế khoán. Xong cuối cùng, nhưng mà vấn đề là đến đây nó muốn, nó nhìn thấy ông giao này nó muốn lắm không? Đâu rồi? Nó muốn không? Sao rồi? Có không? Bung à? Nó muốn không? Nếu nó muốn, nhưng mà đến đây nó làm mà nó không đủ trí tuệ thì nó tắc. Thế thì cái việc đầu tiên là con người ta có muốn cái việc này không đã, mình giao cho nó đây nếu nó muốn. Nhưng mà để nó làm được thì nó cần mấy thứ. Một là nó chịu khó. Cho nên thằng nào không chịu khó là cút. Vì chịu khó là mình không tài nào mà dạy được. Riêng cái chịu khó là mình thua. Chỉ có nó tự cứu nó thôi, chứ thằng nào mà bế nó đi được thì nó chịu khó được. Thứ hai, ngu thì mình dạy. Tức là đến đây nha, nó muốn đạt được mục tiêu đấy và nó muốn có thu nhập đấy. Nếu đạt được mục tiêu đấy, có thu nhập đấy thì có động lực không? Có. Hỏi mày bây giờ mày có nỗ lực, mày muốn làm không? Có. Nhưng mà bây giờ em chưa quen, em chưa giỏi lắm, em không viết được kịch bản, làm video bây giờ em phải làm nào anh? Em chưa biết lập kế hoạch nào, bây giờ anh hướng dẫn em được không? Thế là một thằng không biết hướng dẫn thằng chưa biết thì lại đứt. Vậy thì đến giai đoạn thứ hai là vai trò ông sếp, là khi nó khó khăn là mình phải ra tay để hướng dẫn nó. Mà muốn hướng dẫn ai? Hướng dẫn chia sẻ cho nó. Đang muốn chia sẻ cho ai cái gì thì mình phải có cái đó. Ví dụ tôi chia sẻ cho ông về làm kinh doanh là tôi phải làm kinh doanh rồi. Còn tôi chia sẻ cho ông mà tôi chưa làm kinh doanh thì rõ ràng mẹ không mà đưa vào có thì không mà đưa vào không thì làm chó gì có. Chỉ có trong gọi là công nghệ thông tin vì có không không là thành có, chứ còn cơm chấm cơm mà lại ra thịt thì đéo mẹ người ta mua gạo vì người ta chấm chứ. Đúng không? Vậy thì việc thứ hai là ông có giỏi cái đấy không, ông dạy nó không? Thì quân nó mới có động lực. Ui rồi mẹ, đến đây anh ấy vừa xây dựng chính sách hay. Đoạn nào mình ngu mà mình không đi được, anh ấy lại đỡ mình, anh hướng dẫn chia sẻ cho mình. Thế thì mình cầm tay nó một hai lần là từ từ nó quen, nó lại chạy được. Đấy là vai trò của ông sếp. Đấy là công ty nhỏ. Còn công ty lớn mà không làm được thì cút, bọn tôi tuyển dụng ngay từ đầu. Cái này nó trả lương cao là tôi có quyền chọn lọc, còn trả lương thấp là phải đào tạo. Ví dụ như là trả lương, ví dụ làm video mà trả lương nó 40 triệu mà về nó không biết làm thì Trần Văn cút luôn. Cho nên phải bỏ tiền ra để mua nhân lực tốt. Còn nếu mà trả lương 10 triệu là phải hướng dẫn. Nếu mà lấy thằng trưởng phòng về mà trả lương 40 triệu là mày phải làm được luôn. Còn nếu mà lấy trưởng phòng là 10 triệu phải xác định là phải dìu nó. Có đúng không các đại ca? 10 triệu mà đại công dở giọng làm như tôi là không làm được thì cút. Hỏi lương bao nhiêu? 10 triệu. Thế thì nó cút liên tục. Nhưng mà 40 triệu thì mới được nói là không làm được thì cút. Thế này còn 5 triệu nữa thì chưa nói là không làm được thì nó đã cút rồi. Đấy. Thế thì hướng dẫn cho nó. Và nó với thêm một cái nữa cuối cùng là tạo động lực. Tạo động lực.
Vậy thì mỗi lần mà nó làm được ấy thì mình động viên nó. Ủa, cái này em cố gắng này, đạt được rồi đấy. Và động viên nó bằng chính cái việc nó làm được đến đâu thì thu nhập nó tăng lên đến đó. Và không có cái động lực nào tốt hơn là chính nó tạo động lực cho nó. Cứ mỗi ngày nó làm tốt lên một tí thì lương nó lại cao. Cứ mỗi ngày nó tốt lên một tí thu nhập nó lại cao. Trời ơi, nó động lực lắm. Vậy thì đừng tập trung vào ba cái thứ cành lá là em phải khó tính với nhân viên, hay em đùa với nhân viên, hay em phải kỹ tính với nhân viên, hay em phải gần gũi nhân viên, hay là em phải mặt lạnh với nhân viên. Cái đó nó không giải quyết cái gì. Nó không giải quyết cái gì. Đừng mang ba cái kỹ năng lãnh đạo ra là mặt phải lạnh như tiền, hay là đùa với nó thì sợ nó nhờn, mà lạnh như tiền thì nó mới sợ. Không có. Cứ là người bình thường thôi, trung đạo, chân thành mà sống. Tính mình thế nào thì mình cứ thể hiện nguyên vậy thôi. Còn lại xây dựng cơ chế, tóm lại bây giờ có 3 việc. Một là ra đề bài cho nó. Anh muốn chú làm cái này. Hai, nếu làm được cái này thì có bao nhiêu tiền và chỉ được làm cái đấy trong bao nhiêu thời gian. Không. Thứ hai là việc của chú thì quy trình làm các bước như thế này. Cái gì không biết thì cứ làm đi, rồi anh sẽ chia sẻ hướng dẫn. Còn nếu mà lương của chú là 20 triệu là chú phải làm được tất cả cái này, mà không làm được cái này thì Trần Văn Cút. Còn lương của chú 10 triệu anh sẽ hướng dẫn. Ok, nếu mà chú làm được hết cái này thì chú sẽ đạt được mức lương 20 triệu. Mà chú không phải hỏi anh cái gì nữa. Thế là tự khắc nó phải cố gắng, nó không phải hỏi. Hiểu không ông Việt ơi? Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.